trước mắt các bác là một chiếc xe còn cực kỳ là chất lượng. Và cụ thể như nào, các bác cùng đi xem qua video này. Đấy, một xe 7 chỗ, bàn đủ, xe thì còn rất là zin các bác nhá. À, ví dụ như là ghế da zin này, ghế da zin của xe này còn rất là căng này, đúng không ạ? À, lốp dày này, da răng đúc này. Và đây những con bu đông ở đây các bác nhìn xem, rất là sáng đẹp, 1, 2, 3, đúng không ạ? Rất sáng đẹp luôn. Đây, tắp ni tắp nô đây, rất là tươi luôn các bác nhá. Đây, rất là tươi đẹp này, rất là tươi sáng luôn này. Đấy, bu lông này nữa đây, đẹp này. Đấy, ghế da này cũng vậy này, ghế da trên và giữa và dưới vẫn còn đẹp nguyên các bác nhá. Đấy, vẫn còn đẹp này. Đấy, vô lăng nữa này các bác này, vô lăng này các bác nhìn xem này, vô lăng zin và không bị rách, không bị sần này. Có tư khi nào là giữa vô lăng các bác nhá. Con xe này được mang tên là Mitsubishi Zinger. Đấy, được sản xuất năm 2009. Có 8 ghế ngồi, số sàn và động cơ là máy xăng 2.4 các bác nhá. Và máy số của chiếc xe hiện tại vẫn còn zin. Đấy, và bây giờ em sẽ quay ra cái phần máy số cho các bác xem này. Đây các bác xem chỗ này trước nhá. Này, các bác nhìn thấy cái thanh chống cabo của xe nó vẫn còn vàng ươm này các bác này. Đấy, vẫn còn rất sáng vàng này. Đây này các bác nhìn này, đây những bu đông này, đẹp chưa này. Đây, ví dụ vị trí cổ bút, các bác nhìn này, rất là sáng luôn. Bu đông này đây, không bị là than gì gì, vẫn rất là sáng, để các bác xem. Đấy, đây là khoang máy các bác nhá. Đấy, từ những con bu đông ốc vít đây này, đấy, vẫn còn chấm sơn luôn này. Các bác có thể so sánh chiếc xe này của em với tất cả những chiếc xe khác mà đang được bày bán trên thị trường. Đây các bác thấy này, đấy, vẫn còn chấm sơn màu đỏ đỏ này, đúng không? Đấy, tem vẫn còn này, đấy, các bác thấy không ạ? Đây, tem vẫn còn này. Các bác xem hết video nhá. Đấy, cặp đèn pha của xe còn trong vắt luôn. Đấy, trong vắt luôn này. Một mẫu xe đến từ thương hiệu của Mitsubishi Nhật Bản, rất là bền và rất là lành. Phụ tùng thay thế thì rẻ này, dễ này, sẵn này, đúng không ạ? To cao rộng rãi. Đấy, tôn vỏ xe rất là tốt. Đấy, tôn dày các bác nhá. Và gõ thì các bác nghe này, kêu loang quang hết. Đấy, và lốp dày cả dàn luôn này các bác này. Cả 4 quả dày luôn các bác nhá. Đấy, tôn này các bác nghe này. Sàn của xe thì đây, vẫn còn là sàn nỉ zin nguyên bản. Đấy các bác nhá. Đấy, đây. Sàn của xe vẫn là sàn nỉ. Gương kính điều chỉnh điện, những cái công tắc bấm ở đây vẫn còn đẹp các bác nhìn. Đây nữa này. Đấy đúng không ạ? Và đây nữa này. Đấy, các bác xem. Cứ nhìn cái vô lăng này là dễ nhất các bác ơi. Vô lăng này là nhìn dễ nhất này. Đấy, xe đẹp xấu nhìn vô lăng biết ngay, đúng không ạ? Xe chạy ít đấy ạ. Đấy, với số tiền các bác bỏ ra để mua chiếc xe này về dùng là hơn 200 triệu một chút các bác nhá. Đấy, lòng trong là sơn zin luôn. La răng đúc nguyên bản theo xe, đúc cả bộ dày. Lý đẹp này, đấy, ghế đẹp này. Chỉ cần là nhìn đến đây thôi, các bác đã biết được chất lượng của xe tới mức độ nào rồi, đúng không ạ? Đây, vẫn còn chấm màu sơn đỏ này các bác thấy này. Đây, bánh cửa đây nhá. Cốp em cũng đang bật và mở lên như này. Để các bác xem luôn. Một dòng xe rất là rộng rãi, to cao, 8 người ngồi ra rồi vẫn có thể để được hàng, để được đồ phía sau. Đấy, rất to rộng luôn. Còn đây là phần hình thức phía bên ngoài của chiếc xe Mitsubishi mang tên là Zinger này các bác nhá. Xe này bản đủ các bác nhá, các bác phân biệt cho em là có những con bản thiếu đấy ạ. Bản thiếu thì người ta hay mang ra để chạy taxi và dịch vụ. Đấy, và chấm của xe đấy ạ, thì chấm bản thiếu và chấm bản đủ nó cũng là 2.4 cả nhá. Đều là 2.4. Đấy các bác nhá. Đấy, nhưng mà bản đủ thì nó sẽ không mang ra chạy dịch vụ vì bản đủ nó sẽ đắt tiền hơn. Đấy, các bác thấy là những chiếc xe mà như là Zinger, như là Innova là người ta hay mang ra chạy dịch vụ đúng không ạ? Thì chứ có một điều rằng là nó phải lành và nó phải là ít xăng, xăng vừa phải thì người ta mới mang ra để chạy dịch vụ taxi đúng không ạ? Đấy. Cho nên là các bác mình mua về gia đình thì chẳng có lẽ gì mình lại không mua được, không dùng được cả. Taxi còn dùng được cơ mà, đúng không ạ?
Đăng kiểm của xe thì đến tháng 1 năm 2022. Thông tin của xe đã nằm ở trên đây rồi. Đấy, lốp dày cả bộ cả dàn nhá. Máy thì thôi rồi, các bác mình không bàn về máy. Ở đây các bác nhờ mình xem xong thì quay sang gọi điện cho bên em để bàn về giá nhá. Giá có sẵn ở trên tiêu đề rồi và vẫn còn bàn thêm. Các bác liên hệ cho bên em để bàn về giá theo hai số điện thoại này các bác nhá. Và có hai số điện thoại nữa để các bác nhà mình liên hệ là số 0866181628 và 0335838389. Đấy, hai số về sau là hai số phụ, còn thì hai số này là hai số chính các bác nhá. Có mua này, có bán, có đổi cáp, các bác có xe gì bên em đổi cho, có xe gì muốn bán bên em mua cho các bác nhá. Đấy, bây giờ thì em sẽ làm sao quay chi tiết để cho các bác xem về hình thức bên ngoài, bên trong của chiếc xe Mitsubishi Zinger này các bác nhá. Các bác nhấn like, nhấn chia sẻ để làm sao cũng là một cách ủng hộ bên em. Còn để mà xem thêm, để mà biết thêm những video khác nữa, những chiếc xe khác nữa thì các bác hãy nhấn đăng ký kênh nhá. Nhấn đăng ký kênh Mr. Trump để nhận báo giá hàng ngày, để xem những chiếc xe mới nhất. Đấy, em Mr. Trump sẽ đưa lên các bác nhá. Keo chỉ của xe là không bị mất phân nào các bác nhá. Đây, tất cả bốn cánh và cốp rồi cabo là không bị mất các bác nhá. Đấy, còn nguyên cả con. Cam kết những vấn đề lỗi đâm đụng, tai nạn, ngập nước. Đấy, cam kết đảm bảo cho các bác yên tâm. Cam kết là không có lỗi như vậy các bác nhá. Xe bên em bán ra thì yên tâm một điều là những vấn đề như vậy. Các bác xem những chỗ này cho em. Đấy, sàn lý này, sàn lý từ trên cho dưới luôn. Và tất cả những cái vị trí thì các bác thấy là nó không có hiện tượng bị kém xấu đúng không ạ? Quay làm sao để các bác nhìn rõ nhất nhá. Côn lái phanh của xe thì ok rồi. Lái nhẹ. Có khóa khiển nhá. Điều hòa mát hai dàn các bác nhá. Có cả chế độ lóng luôn. Đầu đài CD nghe rất là hay. Đấy, táp đô táp ni hai màu, nội thất hai màu, chứng tỏ đây là một chiếc xe bản đủ đúng không ạ? Trần ý hai dàn mắt rưỡi các bác nhá. Còn rất là nhiều những vị trí nữa thì các bác xem cùng với em trong tầm khoảng chục phút nữa các bác nhá. Đây, táp ni táp đô xe là không bị kém số nhá. Đấy, kém xấu gì đúng không ạ? Gioăng khung, gioăng cánh đẹp. Đấy, vách cửa này các bác ơi, vách cửa này này đẹp chưa này các bác này. Đấy, toàn xe đẹp thôi các bác ạ. Bên em toàn xe đẹp thôi, toàn xe cứng rồi, toàn mẫu xe mà phải nói là đã kiểm tra trước khi mua các bác nha. Xe thì nhiều nhưng mà những cái mẫu xe mà đẹp đẹp như này là sẽ không có nhiều đúng không bác? Dòng Zinger này các bác biết là trên thị trường không thiếu. Hàng ghế phía sau đây ngồi 4-5 người được nha, 5 người nhỏ và 4 người vừa vừa, 3 người thì 3 người to đúng không ạ? Đây là các bác nhìn này, con bu lông ở phần ghế này còn sáng rực này đúng không ạ? Đấy, có sáng rực luôn, quá tuyệt vời. Đấy, tem là còn nguyên này các bác. Rồi em tiến hành quay chỗ khác nhá, đóng cửa lại đi và quay các bác xem phần vỏ bên đây. Cửa đóng êm, sơn xi đẹp, vỏ đẹp nhá, vỏ là không bị gò lắn gì nhá, không bị hàn xì gì nhá. À, khu vực chỗ đoạn khung kính này các bác nhìn này, những cái lẹp rồi những cái phần nhựa, những cái cao su, cái gioăng này các bác thấy này, ok không ạ? Tôn vỏ đây các bác này. Đấy, à, chiếc này lại được cả bộ lốp nữa luôn đúng không ạ? Xe đã đẹp rồi lại còn được thêm cả bộ lốp. Bây giờ bộ lốp mà kém các bác mua về mình phải thay đấy đúng không ạ?
mà tay các bác biết bộ lốp bao tiền không ạ? Trên dưới chục triệu các bác mới mua được. Đấy, như bộ lốp này phải tầm hơn chục triệu là mình mới mua được nhá. Đấy, form vỏ đẹp này các bác này, rất là căng này, đều đúng không ạ? Gầm đẹp nữa, em quay luôn gầm. Nói chung là chỉ hơi đốm đốm, gọi là hơi đốm đốm ham chút thôi. Đấy, không mục ngọt nhá, các bác xem này. Đấy, cái thanh sắt xi của xe này còn rất ok đúng không ạ? Đấy, đằng sau máng nước này, đinh còn xe còn nguyên này. Đấy, còn đinh máng nước này. Đấy, đinh này các bác này. Đinh mà mất thì sẽ bị va, sẽ bị đụng đúng không ạ? Đây là phía sau các bác nhá. Đèn pha cũng đẹp và đèn hậu một đôi này cũng đẹp luôn. Đây các bác xem. Sang bên đây các bác xem nốt. Đây, keo chỉ mép cánh cửa đây này. Đấy, lòng trong của nó vẫn là sơn zin các bác nhá. Đấy, đắp ly đắp nô của nó thì còn rất ok, rất là tươi sáng. Đây, các bác xem gần chút. Vách cửa đây các bác nhìn gần một chút. Các bác xem thấy ưng, nhấc máy gọi điện sớm bên em để chốt giá và mình đến xem xe trực tiếp các bác nhá. Rồi bác nào mà mình không đến được thì bên em có chương trình hỗ trợ vận chuyển đến tận nhà các bác trong miền Trung, miền Nam, bên em đều vận chuyển được hết các bác nhá. Đấy, bất cứ đâu, bất cứ tỉnh thành nào. Đây, những con bu đông này là không bị vặn đây các bác thấy này, không bị vặn đúng không ạ? Gương kính của xe được thiết kế đặt ở cái khu vực này. Cánh thì đặt là 4 kính điện và chốt trẻ em đúng không? Và đây là chỗ để mình chỉnh gương các bác nhá. Chỉnh gương. Còn đây là phần mép cánh cửa. Đấy, keo chỉ cho các bác nhìn này. Với những bu đông này vẫn còn rất là ok luôn này. Đấy, đúng không ạ? Đấy. Táp lô này. Các bác như thế này thì mình cũng đã thấy rằng là chiếc xe nó đẹp, nó xấu như nào rồi đúng không ạ? Rồi em quay nốt phần vỏ và phần gầm để các bác xem nốt. Nói chung là ô tô cũ thì cũng chỉ cần đến mức độ như vậy thôi đúng không ạ? So với đời thì là thực sự là ok rồi. Còn thì so với đời, so với giá tiền là nó thực sự một chiếc xe quá ok luôn. Nếu so với lại những chiếc xe đời cao chạy lướt thì không nói làm gì rồi đúng không ạ? Và bên em thì còn nhiều xe như thế này lắm các bác nhá. Tầm tiền này đấy ạ, tầm hơn 200 triệu, hơn 300 triệu, hơn 400 triệu rất là nhiều. Các bác hãy đến trực tiếp tại siêu thị ô tô Hải Dương để xem và thấy những cái mẫu xe bên em đang có nhá. Đây, cả nhà mình cùng xem nốt phần gầm. Các bác yên tâm, bên em kiểm tra hết rồi. Anh ơi, để xe dịch lên chỗ này nó đi lại. Vâng, dịch lên tí. Vâng, quanh khách để xe đúng một chỗ đi ra đi vào. Vâng. Rồi các bác nhá, em quay xong rồi đấy ạ. Các bác liên hệ sớm với bên em để chốt giá đẹp, chốt giá ưu đãi, chốt giá tốt các bác nhá. Số điện thoại thì có sẵn ở trên đây và cả đây nữa rồi này các bác này. Đấy, các bác hãy nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube và nhấn theo dõi trang fanpage hay còn gọi là fanpage đúng không ạ? Để xem thêm những chiếc xe, những video mới nhất bên em đưa lên các bác nhá. Rồi, em xin cảm ơn các bác đã quan tâm tới siêu thị ô tô Hải Dương nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.